Chúng ta hãy sốt sắng những lời nguyện lên Thiên Chúa. Chúng ta
cầu nguyện cho giáo hội là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục được nhịp nhất cùng nhau trong tình yêu Chúa, để nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn các ngài cho thế giới đến nguồn mặt tình yêu là Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin. Thank you.
chúng con ngừng hát bài ca chúc tôn vinh quan Chúa lành.